Lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 5 đối tượng tại địa bàn thị xã Từ Sơn và địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép do Khá Bảnh cầm đầu. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh Bắc Ninh cũng đang điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Khá và đồng bọn, tiến hành khởi tố khi có đủ căn cứ pháp lý và dấu hiệu phạm tội, trong đó có việc quay video đăng tải lên các trang mạng xã hội YouTube trong thời gian qua. Tại cơ quan công an, Khá thừa nhận hành vi làm video đưa lên mạng là phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Việc sai của mình, nhận lỗi, những cái phản cảm là xin lỗi, sao mình không để các chú đây hay là phải với các chú. Quá thì cháu cũng nhận ra là cháu sai, nhưng mà cuộc sống đây là sao không vậy? Không có những cái trường hợp như này xảy ra đi. Ngô Bá Khá là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, có biệt danh là Khá Bảnh, sở hữu kênh video có hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi. Ngô Bá Khá đã xây dựng và phát tán lên mạng những video clip phản cảm với phát ngôn và hành động tiêu cực, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Giới trẻ thần tượng cổ suý cho cái hành vi của Ngô Bá Khá, cho rằng là chưa hiểu hết được bản chất và con người của Ngô Bá Khá. Thông qua những cái video clip mà Ngô Bá Khá đưa lên mạng xã hội, thì những video clip này là do Ngô Bá Khá dàn dựng. Thế và đóng. Thế và từ cái việc những cái video clip này thì mọi người nhận thức nó chưa chính xác về cái nội dung cái video clip do Khá dàn dựng lên. Thế là bản thân con người Ngô Bá Khá vẫn là cổ suý cho những cái hành vi này. Có những trường, nhà trường mời Ngô Bá Khá về giao lưu như là một thần tượng, mặc dù chưa nghiên cứu con người và nhân thân của Ngô Bá Khá cũng như những nội dung video clip mà Ngô Bá Khá đã công nhận. Thế và cái việc này chúng tôi đã điều tra xác minh và xác định là Ngô Bá Khá đưa những dàn dựng video clip đưa lên mục đích là câu view, câu like để giành được nhiều người tham gia chia sẻ thì để được những cái phần tiền của YouTube. Trước đó năm 2011, Khá Bảnh bị đưa vào trường giáo dưỡng, sau đó liên tiếp trong hai năm 2014 và 2016, Khá bị công an thị xã Từ Sơn bắt về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.